Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Và hôm nay là ngày 9 tháng 12 năm 2020, cơ sở đồ gỗ Đồ Thờ Hiền Lành làm video clip giới thiệu tới quý khách hàng bộ sản phẩm, đó là bộ hoành phi câu đối không phụ đề tiếng Việt. Đây là đơn đặt hàng tới từ gia đình anh Hồng, anh ở Quán Toan, Hải Phòng. Anh đã đặt hàng online chúng tôi trong cái thời gian vừa qua. Hôm nay xong mộc, chúng tôi sẽ quay lại video clip chi tiết tỉ mỉ từng cái góc cạnh để cho gia đình cũng như là tới tất cả quý khách hàng trên toàn quốc được biết. Và chúng tôi cũng hướng dẫn luôn cho cái người mới bắt đầu biết về hoành phi câu đối. Thì bức hoành phi là một bức tranh nằm ngang và bên trong được chúng tôi điêu khắc đó là ba chữ Đức Lưu Quang. Bộ ba chữ Đức Lưu Quang này được người dân sử dụng rất là nhiều, tới 90%. Và bộ hoành phi này thì chúng tôi không làm phụ đề tiếng Việt theo như yêu cầu của gia đình. Và chữ Hán Nôm thì chúng ta đọc từ bên phải sang. Và xen kẽ thì có các cái cây tứ quý bốn mùa, xuân hạ thu đông. Và có bốn chuyện góc. Và xung quanh thì chúng tôi chạy chữ công. Phần khuôn ngang thì chúng tôi chạm cây trúc. Khuôn phía dưới thì chúng tôi chạm hoa hồng. Khuôn trên chúng tôi chạm cuốn thư và hai bên ô đố chúng tôi chạm đó là long hóa mai. Bức hoành phi này có thông số kích thước là dài 1,97 m, chiều rộng là 67 phân, tức là 67 cm. Và bên trong ván chúng tôi làm dày 3 phân, liền tấm liền khối, được chạm ba chữ Đức Lưu Quang, đọc từ bên phải sang. Ý nghĩa của nó là đức độ tỏa sáng về muôn đời sau và được lưu truyền. Đó là định nghĩa cho ba chữ Đức Lưu Quang. Và câu đối thì chúng ta cũng thường đọc từ vế phải đối với vế trái. Vế phải đọc trước đó là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh. Để đối với vế trái đó là Tử Hiếu Tôn Hiền Vạn Đại Vinh. Câu đối gồm 7 chữ. Câu đối phẳng này chúng tôi chạm phía trên là đầu rơi. Rơi rơi ngậm đồng tiền hay còn gọi ngũ phúc kim tiền. Phía dưới chúng tôi chạm mà lãng hoa quả đào. Và các cái viền xung quanh chúng tôi bo viền cong. Và có các cái gấm hoa chanh. Và bốn ô đố chúng tôi chạm mà tứ quý bốn mùa, xuân hạ thu đông. Phía dưới này chúng tôi chạm lãng hoa quả đào. Câu đối mang thông số kích thước đó là dài 197 cm, rộng 28 cm và dày là 4 phân, tức là 4 cm. Đây là mẫu câu đối chúng tôi đánh giá đó là thịnh hành và cũng là mẫu đẹp nhất về câu đối phẳng, bên trên đục đầu rơi và phía dưới đục lãng hoa quả đào. Các cái mẫu này do nghệ nhân thiết kế các cái viền bo cong rất là đẹp. Quý vị hãy lưu ý xem kỹ các cái chi tiết của cái bộ hoành phi câu đối mà chúng tôi giới thiệu trong thời gian vừa qua. Rất nhiều các cái mẫu câu đối như này đã được quay chi tiết tỉ mỉ tại cơ sở đồ gỗ Yên Lanh, cơ sở 6 đường Đồng Tâm, La Xuyên, Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định. Chúng tôi đã thiết kế lại rất nhiều lần cho các cái viền bo cong ở phần trên đầu câu đối cũng như là phía dưới để cho câu đối nó được đạt đến độ sắc sảo và tinh tế nhất hiện nay, đáp ứng ra thị trường. Đồ gỗ Hiền Lanh thì có bàn giao và lắp đặt trên toàn khu vực miền Bắc, còn nếu như trong khu vực miền Nam từ Đà Nẵng trở vào đến thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi sẽ gửi xe Bắc Nam và quý khách sẽ đón ở đường 1, hoặc trong thành phố Hồ Chí Minh quý khách sẽ đón ở bến xe An Sương. Đây là bộ hoành phi của gia đình anh Hồng, anh ở Quán Toan, Hải Phòng. Và sau khi chúng tôi quay mộc, chúng tôi sẽ cho đi hoàn thiện đánh bóng và chữ là thép vàng. Vàng thì có hai loại vàng tùy theo yêu cầu của gia đình. Như bộ này thì chúng tôi sẽ thép vàng Đài Loan. Và trong video trước tôi đã giới thiệu vài bộ hoành phi câu đối mà chúng tôi đã dát vàng 4/9. Chúng tôi sẽ quay rất chi tiết tỉ mỉ các cái công đoạn khi thép vàng. Quý khách chưa biết về hoành phi câu đối, quý khách có thể xem các cái chuỗi video đồ thờ cúng tâm linh về hoành phi câu đối của cơ sở đồ gỗ Hiền Lanh. Chúng tôi giới thiệu rất là chi tiết từ phần chúng tôi lắp ghép dựng hoành phi câu đối đến quy trình đốt lửa hoành phi
đến hoàn thiện sơn son thép vàng rất nhiều. Quý khách có thể truy cập vào trang chủ YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành để xem. Và video này thì đang được quay trực tiếp tại xưởng Đồ Gỗ Hiền Lành, đường Đồng Tâm, La Xuyên, Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định. Cơ sở Đồ Gỗ Đồ Thờ Hiền Lành nhận đặt hàng online 24/24. Và chúng tôi có nhận trùng tu các cái đồ thờ cúng cũ đã qua sử dụng của đình chùa miếu mạo liên quan như ngựa thờ, chấp kích, bát biểu, hay là hoành phi câu đối, cuốn thư. Quý khách có thể liên hệ trực tiếp về số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi đã đạt ngưỡng nghệ nhân, đó là mức cao nhất của làng nghề, thì không có gì chúng tôi không thể làm được. Chúng tôi có thể làm từ A tới Z. Quý khách chỉ cần liên hệ về số 0986 883349, chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể. Và hiện trong xưởng thì chúng tôi đang còn rất nhiều. Trong video tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu tiếp bộ hoành phi lồng cuốn thư. Quý khách nhớ đăng ký kênh để xem thêm. Và chúng tôi cũng khuyên quý khách lưu ý khi mua hàng hay đặt hàng, quý khách được phép xem mộc để đảm bảo quyền lợi của quý khách trước khi sơn. Và quý khách không nên mua cái mặt hàng này